giúp tôn từ sàn Bybit sang ví tôn Space Beta trên Telegram. Trước hết tôi sẽ vào tôn Space Beta trên Telegram, chọn vào setting, chọn vào wallet, chọn vào tôn Space Beta, chọn vào deposit. Tôi sẽ copy cái địa chỉ ví này, chọn vào copy address. Bây giờ tôi sẽ vào sàn Bybit, chọn vào tài sản, chọn giao dịch hợp nhất, chọn vào chuyển, back lại. Đây, kéo lên chọn vào tôn này. Chọn chuyển. Tôi sẽ chuyển từ giao dịch hợp nhất sang funding. Chọn tối đa, chọn xác nhận. Back lại. Back lại. Rồi, vào tài khoản funding. Chọn rút ra. Chọn tôn. Ô địa chỉ, dán địa chỉ vừa copy bên ví tôn Space Beta vào. Mạng lưới là ô thứ hai, chọn mạng lưới tôn. Ô memo, ở đây tôi rút ra ví thì không cần nhập cái ô memo này, ô memo để nguyên. Ô số lượng, nhập số lượng, chọn vào rút, chọn vào xác nhận, lấy mã bên địa chỉ Gmail. Mở email lên để lấy mã xác nhận. Nếu chưa có mã, bạn quay lại sàn để chờ và gửi xác nhận lại. Gửi lại. Mở lại Gmail lên. Tìm đến cái hộp thư, cái bức thư của bên Bybit. Đây. Copy cái mã này. Và dán nó vào. Tiếp theo mở cái trình xác thực 2FA lên. Copy cái mã xác thực 2FA, quay lại sàn Bybit và dán nó vào, chọn vào xác nhận. Ok, đã xác nhận rút tiền. Bây giờ tôi sẽ trở lại ví tôn Space Beta. Và chờ tôn nó về ví. Rút từ sàn ra có thể các bạn phải chờ khoảng gần 1 phút hoặc thậm chí là hơn nếu như trường hợp mạng tắc nghẽn.
Rồi, ok. Khoảng độ 1 phút thì tone đã rút, được rút về tone Space Beta. Các bạn ai chưa có tài khoản Bybit thì hãy đăng ký theo đường link hoặc mã giới thiệu trên màn hình. Đường link đăng ký tôi sẽ để bên dưới video. Xin cảm ơn.